À, xin chào buổi sáng mọi người á. Đây là mai cúc rồng bay nè, nở hoa nè ha. Này, hoa rất là dày lớp luôn á. Giống hình parabon đó nè. Nguyên cây nè ha. Cái hoa ngàn qua đó, nó vung lên luôn nè, rất là dày lớp à. Mặc dù là những cái hoa chưa có đủ sức của nó, cái này nó bị suy mà hoa nó rất, vung mình rất là nhiều lớp luôn á. Ngày thứ hai của nó nè. Ít hoa không bằng nhiều quá ha, vài hoa thôi. Cái này không được sung á, không được sung á, chỉ hoa một côi thôi nè, hoa một một không à. Đấy, à, trong thời gian mà chúng ta nuôi cây khỏe à, thì những cái nụ hoa này nó sẽ bung ra hết luôn. Đấy. À, bung ra hết luôn à. Này muốn cái hoa mà ra dạng chùm á. Đấy thì trong thời gian mà nuôi nụ nè, chúng ta phải làm cho nó mập lên. Nó mập lên thì lại cây khỏe nữa ha. Bằng cách là chúng ta tưới phân cho nó, phân lân á, cho nụ nó mập lên. Khi đó nụ nó mập lên rồi, chúng ta sẽ dưỡng cây cho khỏe. Bằng cách là tưới phân có số đầu và số cuối nó cao á, kết hợp với phân hữu cơ. Thì nụ nó sẽ rất là chắc, mỗi một nụ để ra 3 bông, 4 bông không á. Này hoa của nó nè. Hoa rất là dày luôn ha. Dày dữ lắm, dày luôn. Mỗi hoa mỗi nét.
Có ít vậy chứ là mà điểm hết á cũng cũng cỡ 50 bông ha. Đây. Số bông bông nở là khoảng cả chục bông á. Thấy nó sơm tụ ha. Trong thời gian chơi là chúng ta vẫn tưới phân cho nó đều đều quá, cứ một tuần một lần. À, tưới phân hữu cơ liều lượng loãng thôi. Đấy, có mấy viên phân nhỏ nhỏ vậy nè, hoặc là những viên phân tan chậm á, phân tan chậm của Nhật đâu đó. Đây chúng ta cũng bỏ, cũng có một cái rổ này chúng ta cắm vào tưới thì nó thấm xuống từ từ. Cũng được ha. Đây. Hoa nó dày lớp á, màu nó đậm, nhìn nó đã lắm. Đây, còn đây là cái mai cúc hương nè, ngày hôm qua nó nở nè ha. Đây là cái hoa ngày thứ hai của nó. Nó còn dũm hình và ra bon nè. Cái nhị thì nó đã rụng rồi, cái nhị thì nó rụng rồi nha. Còn lại cái phần cánh bên trong, bên trong nó tấp tấp là tạo thành cái nhị luôn ha. Đây cái hoa ngày thứ ba của nó nè, ngày thứ ba cái nhị bên trong nó là chuyển qua sang cái màu sậm luôn bằng cánh hoa. Ngày thứ ba của nó cái hoa dưới á, đây mai cúc hương á, cánh hoa cũng vẫn còn thẳng nè. Mai cúc hương á thì cái tên là do người ta đặt thôi chứ thật sự nó cũng không có thơm lắm. Là hương thơm của nó thì từ sáng tới chiều thôi, tới chiều tới ngày hoàng thứ hai cái nhị nó rụng mất tiêu rồi, không còn hương thơm nữa ha. Hương thơm nó chỉ có vào một ngày thôi, những kiểu giống như mai giảo vậy. Cái nhị nó rụng mà nó không còn mùi thơm nữa. Đây, còn đây là cây đại lộc á, cái mai đại lộc nó bị lỗi nè. Để bị lỗi thì mình lặt cho nó ra hoa luôn, đợt sau nếu mà nó ra toàn là 12 cánh không á thì mình cắt mình ghép lại nha. Đây, một cái búp mà ra rất là nhiều luôn nè, đại lộc vẫn nở hoa chùm á. Đấy 2 4 6 8 á, cái chùm này được 9 bông nè. Không, cái chùm này, không cái chùm ở đây nó đổ cái quá trí luôn nè, kín cây ra đủ sức thì nó sẽ rỡ hoa chùm hoa rất là nhiều luôn á. Vàng nốt nụ của nó nè. Ra hoa thế này thì thông thường nó đã chỉ đạt tới là 12 cánh thôi, 12 cánh thôi ha, giống như mai giảo vậy. Nốt nụ quá trí luôn.
còn đây là mai cúc Tân Châu rồi ha. Mai cúc Tân Châu là cái giống truyền thống mà nào xưa giờ. Đây, hoa cũng rất là to ha. Cái giống này cực kỳ sai, một năm sẽ cho hoa được 2 lần đó. Xét về bộ độ mà sai bông thì chưa có con nào qua được nó đâu. Siêu bông siêu nụ dòng dòng mai cúc ha. Đây, hoa cũng to ha. Cái màu nó là màu vàng sáng ha. Giống mà thích hợp chân trong mát á. Thì cả cánh nó mỏng, chân ngoài nắng thì cánh nó cũng lâu tàn á, nhưng mà nó bị dợp, cái cánh nhìn không có bắt mắt lắm. Đây, chê tốt thì chúng ta chân ở trong mát là tốt ha. Nó đẹp. Đây, hoa nó nè. Cúc Tân Châu á. Về nụ á là khỏi chê luôn rồi. Nụ nó làm nè, mỗi mắt luôn. Nụ như vậy là do cái giống á, chứ không phải là do chăm bón gì đâu. Chăm bón là giúp nụ nó to hơn thôi, to hơn, chắc hơn thôi. Chứ cái giống đó là nó nụ nhiều là nó nụ nhiều, nụ ít là nó nụ ít ra. Đấy. Đấy, kỹ thuật thì chúng ta chỉ tác động một phần thôi ha. Đây, giống như giống cúc cúc thọ hương vậy. Đây, nó là giống nó thừa nụ thì cây phải già mùa thì nó mới có nụ á. Còn chúng ta có chăm bón cái gì thì nó cũng vậy, áp dụng cái thực bấm chặn á, thì nó nhiều hơn thôi. Còn nuôi mà thả không là cũng ít nụ lắm, phải cây để già mùa đi, già mùa cứng cây. Còn cái thằng cúc Tân Châu này, cúc Tân Châu này thì anh em mới biết chơi chơi cũng được á, mới biết chơi thì cũng được nụ nè, quá trời nụ luôn. Còn cái giống thọ hương vậy đó, thì để cho những cái anh em nào mà chơi rành rồi ha, những bậc cao nhân nào mà chơi rành rồi, chơi rành hoặc là cũng tập chơi thì cũng được ha. Đây là những cái hàng mai cúc cúc thọ hương này ha. Đây là cái này 2 mùa nè. Đây phải áp dụng cái bấm chặn, bấm nhiều lần á, nhiều lần cho cây nó già đi thì nó mới có nụ được. Già đi thì nó mới có nụ. Đây là một cái dòng cúc có lai với lại dảo á, lá gì như lá mai dảo á. Mới đầu thoạt nhìn là tưởng là mai cam không à, cái mai cam á, nó đâm lá giá thật, lá thật 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 không à. Cây này thì ghép 2 mùa rồi. Đây ở vườn còn lại khoảng mấy chục cây á, không cắt lá giống, cắt trụi hết mấy cây rồi. Cái này nó già, nó cũng có nụ nè. 1 2 3, một nhánh này được 3 nụ quá. Mình bấm đọt, dùng cái thực bấm đọt á, bấm đọt thì mình mới vô bên trong mới nuôi nụ được, chứ mà để thả là lo nuôi ngoài không à. Này cúc thọ hương á, nó cũng tùy giống như đại lộc với lại giống cúc Tân Châu á. Đây à, thì nụ mỗi mắt không à, nó do cái giống đó ha, nụ như xương cá vậy nè. Đây, nó ra đọt này người ta phải bấm chặn ngoài á, ta dùng sức nuôi bên trong, dùng lực lại nuôi bên trong. Rồi tháng này anh em hỏi xài phân gì á, đây chúng ta coi canh nụ mà chúng ta như thế nào thì chúng ta xài thôi. Chứ mỗi cây mỗi vẻ mà, 100 cây đâu có cái nào giống cây nào đâu. Đây thì nói chung chung á, cái nào nhỏ, cái nào mà nụ nhỏ thì xài số giữa cao, còn cái nào nụ to rồi nhìn thấy nó muốn nở rồi á, nụ to đùng thế này nè, lật lá ra có thể nở á, là chúng ta xài NBK mà có số đầu số cuối cao hoặc là 36 NBK bằng nhau, tưới cách khoảng 10 ngày một lần, liều lượng loãng một muỗng canh NBK cộng một muỗng canh hữu cơ vi lượng á, pha vào 20 lít nước,
tưới một cây khoảng là nửa lít tới một lít, chứ không có tưới nhiều đâu ha. Đối với cái cây này thì một mùa 20 lít, 20 lít pha chung đó, chúng ta có thể tưới vào cái chậu mà chậu 3 tấc thế này nè, là khoảng 30 cây á, 30 cây tới 40 cây đây, 10 ngày một lần. Đấy. Thì một cây thế này thì nó ăn chưa tới 1 gram phân á, nó ăn có chút xíu à, cứ đều đều à, có hữu cơ thì do nó mạnh rễ hơn. Đấy, anh em cứ coi cái cây á, thế nào nụ nhỏ, thế nào nụ to á. Nụ mà nó nụ to là nụ chúng ta lặt lá ra nó có thể nở. Đấy. Mà thế nào có thể nở, thấy nó tròn thế này nè. Đó, đó là nụ to to vừa, cái là hệ điểm này nó là vừa đó. Còn nó còn nhỏ như cái cây kim vậy đó, như cái trong này nè. Là tưới cho nó to lên cỡ này. Đấy. Còn những cây mà nó to đùng thế này nè. Cái này là nó bung luôn ha, bung bung là không có kiềm lại được. To thế này chúng ta đem vô trong mát á, tưới hữu cơ thôi. Chứ không có xài NPK nữa. To mà nó muốn nở luôn ha. Đây mình tưới hữu cơ thôi. Này, có vườn này chỉ này, có vườn kia chỉ kia. Đây, chúng ta chỉ cần áp dụng hiểu đúng cái nguyên lý của nó thôi. Chúng ta có gì chúng ta xài đó ha, chứ không cần nhất thiết xài theo rập khuôn đâu. Có gì xài đó thôi, hiểu đúng nguyên lý là làm được thôi ha. Xem là cái cây này nở ít bông chứ không cần nhiều đâu, thấy cũng sơm tụ quá. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Rồi, xin chào.